Rồi, hello, xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Maker. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm video để cập nhật các dòng xe mô tô, xe máy cũ cho anh em tham khảo ha. Thì dòng xe máy cũ hôm nay thì mình sẽ cập nhật các dòng xe tay côn như là Exciter, Winner, Winner X, Winner V1 này, và các dòng tay ga như là Vision, AB, Janus SH cho anh em tham khảo ha. Thì hôm nay thì mình đang đứng ở cửa hàng xe máy Hưng Phát anh em nhé. Đấy, cửa hàng xe máy Hưng Phát thì nằm ở địa chỉ là 343 đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, Di An, Bình Dương. Đấy, cửa hàng có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp, ship xe mọi miền Tổ quốc. Anh em mà cần thông tin dòng xe nào thì cứ liên hệ cho cửa hàng, thì cửa hàng có thể là cung cấp thông tin hình ảnh kỹ hơn nhé. Mình sẽ đọc lại cái Zalo cho cửa hàng cho anh em tham khảo nhé. Zalo cửa hàng là 0967288186 và 0926234345. Đấy, anh em mà còn thắc mắc cái dòng xe gì thì cứ liên hệ cho cửa hàng. Đấy, cửa hàng sẽ tư vấn thêm cho anh em á. Đấy, còn anh em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì cho mình một số đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cho mình. Mình sẽ tiếp tục review báo giá các dòng xe khác cho anh em tham khảo ha. Thì bây giờ thì mình sẽ đi vào để gặp một bạn tại cửa hàng để cập nhật báo giá với mình hôm nay ha. Rồi, ok. Rồi, chào bạn nhá. Vâng, em xin chào tất cả bà con, cô bác, anh chú, okay, em chúng mình nhé. Hôm nay em sẽ báo giá bên cửa hàng xe máy Hưng Phát, sẽ báo giá tất cả những xe có mặt tại cửa hàng nhé. Mình sẽ báo từ cái máy quân ở ngoài này trước ha. Dạ vâng, đây là con Janus này, đời 2018, màu đen nhám nhé. Thì con này là hiện tại là bên cửa hàng đang bán với giá là 19 triệu 500 ngàn nhé. 19 triệu 500 ha. Cái giá này là chưa bao rút hồ sơ không nhỉ? Vâng, giá này chưa bao rút hồ sơ. Nếu như anh chị em mình muốn sang tên đổi biển thì phải thêm phí nhé. Đấy, anh chị em nào mà cần rút hồ sơ hoặc sang tên thì cửa hàng có hỗ trợ trả góp, hỗ trợ cho anh em nhé. Nhưng cái tiền rút hồ sơ sang tên thì người mua phải chịu anh chị em nhé. Là cái giá này là chưa bao rút hồ sơ ha. Xe thì đang máy móc nguyên zin nhé. Xe này còn xăng thôi, tiền nổ máy cho anh chị em nghe tiếng ha. Ô đô con này đi 19 ngàn ha. Đấy, máy móc thì thầm anh chị em nhé. Đấy, Janus máy móc thì thầm ha. Đấy, màu đen nhám nhá. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ đi sang mấy cái quần ở ngoài trước đi. Xong mình sẽ đi vào trong cho anh chị em nhé. Đấy, có chiếc Winner V1 nè. Winner V1 này, đời 2018 luôn nhá, biển số 64. Thì là màu đen nhám, thì con này bên cửa hàng đang bán với giá là 23 triệu 300 ngàn đồng. 23 triệu 300 ha. Vâng. Màu đen nhám. Máy móc thì bao zin này. Có lên cặp mâm đồ chơi anh chị em nhé. Đã lên một cặp mâm đồ chơi. Mâm đồ chơi ha. Vâng. Lốp trước lốp sau còn rất là dày này. Bên nhỏ nhé. Biển 64 ha. 64G1. Rồi, ok. Giá bao nhiêu bạn nha? Con này là 23 triệu 300 ngàn. 23 triệu 300 ha. Con này như hết xăng, em nói hết xăng. Đấy. Ok ha, con này thì đi 48 ngàn à, 4.800 ha. Ok. Máy móc là chưa bung vào nha. Máy móc thì là còn bao zin nhé. Bao zin ha. Vâng, bao zin. Ok. Đấy, mình sẽ đi từ cái con Vision đằng ngoài này đi lại ha. Có chiếc Vision màu đỏ này. Vision màu đỏ đô này, đời 2018 này, khóa ga nhé. Con này là biển 8, biển số 64K1 này. Con này là cửa hàng đang bán với giá là 27 triệu 500 ngàn. 27 triệu 500 ha. Vâng, máy móc thì bao zin. Anh em mình không tin tưởng thì cứ cho thầy thử tái test thoải mái nhé. Có lên một số ốc inox này. 84. Giống như trả góp xong là xe này thì mình trả trước khoảng bao nhiêu tiền vào nha? Như con này thì mình trả trước tầm độ khoảng 5 đến 6 triệu là mình góp được rồi nhé. 5 6 triệu ha. Vâng. Chắc trả góp chắc chỉ cần chứng minh hay căn cước công dân được ha. Chỉ cần chắc chứng minh hoặc các căn cước công dân thôi. Mình sẽ góp được rồi. Nói chung là cũng trả góp cũng đơn giản thôi ha. Còn chiếc bên trong Vision màu đen nhám này. Màu đen nhám cũng là đời 2018 luôn nhé. Con này thì là biển số là 67M1 này. Khóa ga này. Thì cũng đồng giá là 27 triệu 500 ngàn. 27 triệu 500 luôn, có bếp ga luôn ha. Đó. Rồi, ok, mình sẽ vì xe cũng khá là nhiều nên mình không có quay kỹ được á. Anh em mà muốn chi tiết hơn có thể liên hệ Zalo cửa hàng nhé. Đấy. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi đến cái con AB này đi ha. Những AB màu xanh đen này, đời 2020 này. Đó, con này là biển số 71 này.
Con này là bên cửa hàng đang bán với giá là 37.800.000 nhé. 37.800 2021 luôn ha. Vâng. Con này 125 nhỉ ha. Con này 125. Mình sẽ quay cái con này biển số đâu nhỉ? Mình đi vào biển là... số cho mọi người luôn ha. Con này bảy biển số là 71C1 nhá. Rồi ok. Chiếc tiếp theo luôn. Chiếc màu đen nhám này. Cái bên đây là màu AB đời 2017 này. Màu đen nhám nhá. Biển số 63B3 này. Rồi. Con này bên cửa hàng đang bán với giá là 28 triệu. 28.600. Đấy. 28.600. Ok, đấy. Rồi. Còn bên này thì có con đăng ký con này 2019 nữa ta. Con này AB đời 2019 này. Màu xám. Biển số 94B1 nhá. Con này là cửa hàng đang bán với giá là 30.600.000 nhé. 30.600 anh em nhé. Đó. Rồi ok. Rồi chiếc tiếp theo là chiếc AB màu bạc này. Kế bên đây là AB đời 2019 luôn nhé. Biển số 69N1 này. Đó. Màu bạc thì con này là hiện tại là đang bán với giá là 30.600.000 nhé. Đồng giá luôn. Rồi ok. Rồi ok. Mình sẽ đến cái dòng AB đời cũ hơn nhá. Con này thì đời 25. 25 ha. Màu đen nhám này, biển số 36F1 này. Thì con này là bên cửa hàng đang bán với giá là 24.600.000. Rồi ok, đấy. Hôm nay thì những dòng này thì có đời 23, 24, 25. Đấy. Vâng. Rồi, cái bên này thì đời cũng 25 ha. Con này cũng đời 25, màu đỏ đen này, biển số 38B1 này. Thì con này là bên cửa hàng đang bán với giá là 23.600.000 nhé. Dạ, 23.600 luôn. Đấy. Đó. Rồi, mình sẽ sang đến cái dòng Vario nhé. Vario 150, biển số 61G1 này. Con này là màu đỏ trắng nhé. Thì con này là bên cửa đời 2020 này. Bên cửa hàng đang bán với giá là 42.600.000. Rồi. 2.500. Máy móc thì bao nhiêu, bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm cho anh chị em mình. Rất là đẹp anh em nhé. Cái sơn còn rất là đẹp luôn nè. Chiếc này cũng là Vario 150 nè. Vâng, con này là Vario 150, màu đỏ nhám. Biển số 60B2 này, đồng giá luôn là 42.600.000. 42.600 luôn, đồng giá luôn anh chị em nhé. Đấy, hai con này đồng giá luôn nè. Vâng. Mình sẽ sang đến dòng SH đi. Con này là SH này, màu trắng nhá. Con này đời 2013, lên form Mỹ này. Biển số 61B1 ngay chủ ký giấy luôn nhá. Thì okay. Con này là bên cửa hàng đang bán với giá là 58.800.000. 58.800. Con này là SH 125 không nhỉ? 125, lên 125. Form Mỹ. Lên form Mỹ ha. Vâng, ngay chủ ký giấy luôn. Ngay chủ luôn anh em nhá. Xe rất đẹp luôn anh em này. Dàn áo ngoài thì rất còn cực kỳ đẹp luôn ha. Đấy. Ok. Thì đây cũng có làm em SH125 này. SH125 màu đỏ đâu này, biển số 67G1 đời 2015 nhé, khóa ga nhé. Thì con này là bên cửa hàng đang bán với giá là 56.600.000. Rồi ok. Đấy, đây hiện tại thì có hai em SH125. Ở đây có SH1 này. Đây là con SH1 màu đỏ đâu luôn. Biển số 69N1 này. Thì con này là cửa hàng đang bán với giá là 49.600 nhé. 49.600, 2018 thêm nhé, biển 69 ha. Còn một em màu xám bạc ha. Con này thì cũng là một em SH luôn. Con này là màu luôn. Xám này, xám đuôi chuột này, biển số 34, đời 2015 này. Lên khóa một cây nhé. Hiện tại là con này là cửa hàng đang bán với giá là 41.600.000. Rồi ok. Đấy, anh chị em mà cần thông tin thêm dòng xe nào thì cứ liên hệ cho cửa hàng nhé. Đấy, vì xe để sát nhau á, mình không thể quay kỹ cho anh em được. Anh em thích cái dòng xe nào thì cứ liên hệ cho cửa hàng. Đấy, cửa hàng sẽ cung cấp những thông tin hình ảnh, quay video qua Zalo. Anh chị em chốt thì cửa hàng sẽ ship xe mọi miền ha. Còn anh em ở gần thì cứ chạy trực tiếp cửa hàng để xem xe nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để cập nhật một số con cho anh em ha. Mình quay từ dòng từ bên này sang luôn đấy. Ở bên này qua luôn. Thì con này là AB luôn này, AB đời 2014 này, màu trắng xám này. Biển số 60C1 này, đời 2014 nhé. Thì con này là đang bên cửa hàng đang bán giá là 21.600.000 nhé. 21.600 ha. Vâng. Đó, đời 2014. Đó. Máy móc thì bao zin? Con này thì anh chị em mình đời 2014, máy móc bao zin luôn ha.
Đó. Màu này là ok anh em nhé. À, có con này thì cũng là đời 24 này. Đời con này đời 24 màu trắng đỏ màu đỏ đen này, biển số 93B1 nhé. Con này cũng đồng giá là 21.600.000 luôn. 21.600 luôn ha. Vâng. Ở đây cũng còn em 24 nữa này. Con này cũng đồng giá là 21 triệu luôn ạ. 600 biển số 93 luôn nhé, màu đỏ 21.600 đồng giá luôn. Đồng giá. 93 nhé. Vâng. Ở đây có PSX này. PSX đời 24 nhé, biển số 94 này, màu xám đuôi chuột này. Thì con này giờ bên cửa hàng mỗi một đang trả là 29.600.000. 29.600 chị em nhé. Đó, PSX giá 29.600 thôi. Máy móc thì bao zin này, máy êm. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ sang đến cái dòng côn tay nhé. Rồi mình sẽ lướt qua cái biển số ngoài này cho anh em tham khảo này. Đấy. Ok ha. Của con này thì biển số cặp luôn này, 4141 này ha. Còn SH 125. Đấy, Vario. Đây còn AB này, biển 38, 36 này, 69, 94, 63, 71 ha. Rồi, mình sẽ cập nhật một số cái dòng côn tay bên dưới này. À, chiếc đầu tiên là chiếc Exciter. Exciter màu đỏ nâu. Con này là biển số 68. Đời 29 nhé. Thì bây con này là cửa hàng đang bán với giá là 28.800.000. 28.800. Rồi, ok. Đây thì có cái bên Winner là X, Winner X. Con Winner X màu trắng màu đỏ xám này. Đỏ xám này. Biển số 93B2 nhé, đời 2020. À, phanh ABS này. Thì bên cửa hàng đang bán với giá là 28.800.000. 28.800. Có con đây có hai chiếc màu đen nhám này. Hai chiếc màu đen nhám. Biển con này là biển số 68 này. Đời 2020. Cũng là phanh ABS, đồng giá là 28.800.000. Đó, mấy chiếc này là đồng giá 28 luôn. Đồng giá 28 luôn. Chiếc này biển 93 luôn này. Vâng. Đó, đồng giá 28 kiếm nhé. Phanh ABS luôn. Ở đây có dòng Winner V1 này. Winner V1 màu đỏ đen nhé. Màu đỏ con đen. Này đời 28 này, biển số 68T1 này. Thì đồng cũng là đồng giá là 23.300.000. Đó, 23.300. Cho hai con này đồng giá luôn. Đồng giá luôn. Con này biển 68 thì con này biển 29. 29 ha. Vâng. Rồi bây giờ mình sẽ xuống bên dưới nhá. Bên dưới còn một số con anh kiếm nhá. Đấy. Đây. À, cửa hàng thì có bảo hành máy móc cho anh em là như là 6 tháng đấy. Anh em yên tâm ha. Đấy. Ở đây thì cũng là một em Winner X. Winner X màu cam đen này, đời 2021 nhá, phanh thắng thường nhá. 2021 ha. Vâng, con này là đang cửa hàng đang bán giá là 26.600.000 nhé. 26.600 thông thường đăng ký 2021 ha. Vâng, đăng ký 2021. 2021 xe thì mới đi được mấy ngàn cây ạ. Xe còn rất mới luôn á. Con này mới đi được 12.000 cây này. Đi 12.000 thôi. Đó. 2021 nhé. Ở đây thì có dòng AB 2014 này. Con này là AB 2014 này, màu vàng đồng này, biển số 93H1 nhé. Con này thì cũng là bên cửa hàng đang bán giá là 21.600.000. 21.600 luôn. Vâng. 93 anh em nhé. Đây. Còn bên này thì em này là đăng ký hai em cũng 24 luôn. 24 nhưng con này là màu vàng đen này. Rồi. Thì là con này biển số 48D1 thì bên cửa hàng đang bán với giá là 20.800 ha. Vâng. Đó, 20.800 thôi. Con này đời 24 này. Rồi bên trong này thì có một con nữa, con này thì đời 23 màu vàng đen nhé. Biển số 67N1 này. Thì con này là bên cửa hàng đang bán với giá là 19.900.000. 19.900 thôi, con này là rẻ nhất nhá. 23 ha. Và cái bên đây là Lip đời 23 này. Lip này, 23. Biển số 93H1 luôn nhé. Đó, màu đen nhám này. Đen nhám. Thì con này là bên cửa hàng đang bán với giá là 18.600 ha. 18.600.000. 18.600, nói chung là xe màu đen nhám, xe cũng rất là cứng luôn. Đó. Đây, dàn áo ngoài thì còn cứng đền lạc, rất đẹp luôn anh em nhé. Đó, 18.600 thôi. Anh chị em nào mà cần xe Lip thì có thể tham khảo con này nhé. Đó. Rồi thì mình mới cập nhật xong cái lô xe tại cửa hàng xe máy Hưng Phát cho anh chị em nhé. Anh chị em mà cần thông tin dòng xe nào muốn chi tiết hơn thì có thể là liên hệ Zalo cửa hàng ha. Đó. Ok. Thì cửa hàng mình có nhận giao lưu trao đổi tất cả dòng xe. Nếu anh em mà muốn trao đổi xe thì cứ inbox ngay cho cửa hàng ha. Đó. Rồi mình sẽ đọc lại địa chỉ cửa hàng một lần nữa cho anh chị em ha. Đây. Địa chỉ cửa hàng là cửa hàng xe máy Hưng Phát nhé. Địa chỉ là 343
Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương. Và số điện thoại của khách hàng là 0967288186 và 0926234345. Đấy. Ok, thì còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video từ đây. Và hẹn gặp lại anh chị em những cái video tiếp theo. Anh chị em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thì mình sẽ tiếp tục cập nhật giá hàng ngày cho anh em tham khảo ha. Rồi ok, rồi chào bạn nhé. Vâng, em chào tất cả bà con, cô dì, anh chú, bác nhé. Rồi, hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo ha.